Dạ sa thú kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná. Dạ cảm ơn Minh Quát Tha Ná. Thì ra và đàn đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Đại đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tham Má Chá Rí. Nhật Quỳnh kính chào Huyễn Mộng, kính chào Thi An Lạc, kính chào Vinh Quát Tha Ná, kính chào Ma Ha Ra Chá, kính chào Chanh Đa Rá, kính chào Thanh Thủy, kính chào Vương Bỏ, kính chào Xích Rong, kính chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, kính chào Thi Na, kính chào Cẩm Vân. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh Quát Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Rạng Đông đã mở room và cho nghe bài pháp thường rồi của Thượng Tọa Pháp Tăng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ kính kính bạch quý ngài, kính thưa đạo tràng, dạ bài học ôn hôm nay rất là dài, tức là bài kinh tiểu bộ Itibhutaka, kinh Phật tự thuyết chương 2 phẩm Bích Chá Linh Đá bài 8, nó rất là dài nên con mạn phép là chia làm 3 đoạn để cho tất cả quý vị được ôn để hoan hỷ. Nên và mỗi đoạn hết đoạn 1 thì có chữ hết đoạn 1, rồi tới đoạn 2 thì mời vị kế tiếp. Dạ, thí dụ như Rạng Đông ông câu đoạn 1 thì tới Thi Na ông đoạn 2, rồi tới Thanh Thủy ông đoạn 3 và cứ vậy tiếp tục. Dạ. Dạ bây giờ thì xà thủ Nhật Quỳnh mình mời Rạng Đông, kính mời Vinh Quát Tha Ná, mời Thi Na, mời Cẩm Vân và nếu cô tu nữ Tham Má Chá Rí mà có thể cầm mic được thì Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ Tham Má Chá Rí. Dạ mời cô lúc nào cũng được, bây giờ cũng được, và một chút cô có thể thì cô đưa tay thì xin mời. Dạ cứ quý vị cứ đưa tay tiếp tục đoạn 1, đoạn 2 và đoạn 3 và cứ gì trở lại tiếp 1, đoạn 2, đoạn 3. Dạ kính mong đạo tràng hoan hỷ. Dạ mình chào Châu Phan, chúc Châu Phan được an vui. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh mời Rạng Đông nghe. Dạ kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ cho Nhật Quỳnh xin phép chút xíu nha Rạng Đông. Dạ thưa cô tu nữ Tệ Duyên, cái bài ôn hôm nay rất là dài nên Nhật Quỳnh mạn phép xin chia làm 3 đoạn, nên mỗi vị ôn đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3. Dạ để cô tu nữ Tệ Duyên hiểu được bài ôn hôm nay ạ. Dạ bây giờ thì mời Rạng Đông. Sa thú chị Nhật Quỳnh, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tham Má Chá Rí, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Dạ kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc bài kinh tiểu bộ Ý Tí Bút Tá Cá, kinh Phật tự thuyết chương 2 phẩm Mú Chá Linh Đá bài 8 La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Cun Đí Gia Giá trong rừng Cun Đí Tha Ná. Lúc bấy giờ Xúc Bá Hoa Sa, con gái của vua xứ Cô Lý Giá, có thai đến 7 năm và nay bị đau đẻ. Đến ngày thứ 7, dầu nàng cảm giác những cảm thọ khổ đau, nhức nhói, khốc liệt, thống khổ này vẫn duy trì ba niệm. Thế Tôn thật là bậc chánh đẳng giác, ngài thuyết pháp để đoạn tận đau khổ này. Chúng đệ tử của bậc Thế Tôn ấy là khéo hành trì. Chúng hành trì để đoạn tận đau khổ này, thật sự an lạc là niết bàn. Tại đây đau khổ này, thật sự an lạc là niết bàn.
Tại đây khổ đau này không có mặt. Rồi xuất báo qua xa, con vua Cô Lý Giá gọi người chồng của mình: Này phu quân, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến nhân danh tôi, dưới đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú và thưa. Bạch Thế Tôn, xuất báo qua xa, con gái vua Cô Lý Giá, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú. Rồi hãy nói như sau. Bạch Thế Tôn, xuất báo qua xa, con vua Cô Lý Giá có thai đến 7 năm và nay bị đau đẻ đến ngày thứ 7. Dầu nàng cảm giác những cảm thọ dần dần, tại đấy khổ đau này không có mặt, thật là tốt lành. Cô Lý Giá Bú Tá đáp với xuất báo qua xa, con gái vua Cô Lý Giá, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Cô Lý Giá Bú Tá, bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, xuất báo qua xa, con gái vua Cô Lý Giá, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, dần dần, lạc trú dần dần, tại đấy khổ đau này không có mặt. Mong rằng xuất báo qua xa, con gái vua Cô Lý Giá, được an lạc không bệnh, sanh đứa con không có bệnh hoạn. Với lời nói này của Thế Tôn, xuất báo qua xa, con gái Cô Lý Giá được an lạc không bệnh, đẻ đứa con trai không bệnh, thưa dân bạch Thế Tôn. Cô Lý Giá Bú Tá hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài, rồi trở về nhà của mình. Cô Lý Giá Bú Tá thấy xuất báo qua xa, con gái vua Cô Lý Giá được an lạc, không bệnh, sanh đứa con trai, không bệnh. Thấy vậy liền suy nghĩ như sau. Thật chi diệu thai, thật hy hữu thai, thần lực và đại quy lực của Thế Tôn khiến cho xuất báo qua xa, con gái vua Cô Lý Giá này, với lời nói của Thế Tôn được an lạc, không bệnh, sanh con trai, không bệnh. Nghĩ vậy, Cô Lý Giá Bú Tá hoan hỷ thích thú, tâm sanh hỷ lạc. Và Trạng Đông đã đọc hết đoạn thứ nhất, kính mời cô Cẩm Vân đọc tiếp tục. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sân Kha Dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Trị Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc bài câu số đến đoạn 2. Rồi xuất phá qua xa, con gái vua Cô Lý Giá bảo người chồng của mình: Hãy đi này phu quân, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến nhân danh tôi, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: Bạch Thế Tôn, xuất bá qua xa, con gái vua Cô Lý Giá có thai đến 7 năm và nay đã bị đau đẻ đến ngày thứ 7. Nàng được an lạc không bệnh và sanh đứa con trai không bệnh. Nay nàng muốn mời chúng tỳ kheo dùng cơm trong 7 ngày, mong Thế Tôn hãy nhận lời thọ 7 bữa cơm của xuất bá qua xa với chúng tỳ kheo, thật là tốt lành. Cô Lý Giá Phú Tá đáp lại xuất bá qua xa, con gái vua Cô Lý Giá đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Cô Lý Giá Phú Tá bạch Thế Tôn xuất phá qua xa, con vua Cô Lý Giá cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và nói như sau. Xuất phá qua xa có thai đến 7 năm,
Đến ngày thứ bảy, nay nàng được an lạc, không bệnh và sanh đứa con trai không bệnh. Nay nàng muốn mời chúng tỳ kheo với chúng tỳ kheo. Lúc bấy giờ một nam cư sĩ khác đã mời chúng tỳ kheo với Thế Tôn là vị cầm đầu. Ngày mai dùng cơm, người cư sĩ ấy là người hộ trì cho tôn giả Mốc Gá La Ná. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Má Ha Mốc Gá La Ná: Này Mốc Gá La Ná, hãy đến. Người cư sĩ sau khi đến nói với người cư sĩ ấy như sau: Này hiền giả, Xuất Bá Qua Sa, con của vua Cô Lý Giá có thai đến 7 năm, đến ngày thứ 7 nay nàng được an lạc. Nay nàng muốn mời chúng tỳ kheo với chúng tỳ kheo hãy để cho Suppa Qua Sa tổ chức 7 ngày cơm trước, sau sẽ đến lượt người hộ trì cho người. Vâng, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Và công dân đã đọc hết đoạn 2. Và mình mời Sittina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc đoạn 3. Tôn giả Maha Mokkanlana vân đáp: Thế Tôn đi đến người cư sĩ ấy, sau khi đến nói với người cư sĩ: Này hiền giả Suppawasa, hãy để cho Suppawasa, con của Cô Lý Giá, tổ chức 7 ngày cơm trước sau để đến phiên ngươi, sẽ đến phiên ngươi. Thưa tôn giả, nếu tôn giả bảo đảm Pathipogo cho con ba pháp về tài sản, về thọ mạng, về lòng tin, hãy để cho Suppawasa, con gái của vua Cô Lý Giá, tổ chức trước, rồi sau đến phiên con. Này hiền giả, về hai pháp ta sẽ bảo đảm cho ngươi, về tài sản và về thọ mạng, còn về lòng tin thôi ngươi phải tự bảo đảm. Thưa tôn giả, nếu tôn giả bảo đảm cho con hai pháp về tài sản và về thọ mạng, hãy để cho Suppawasa, con gái vua Cô Lý Giá, tổ chức 7 ngày trước, rồi sẽ đến phiên con. Rồi tôn giả Maha Mokkanlana sau khi thuyết phục Sanapeto được người cư sĩ ấy đi đến Thế Tôn, sau khi đến bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, cư sĩ ấy đã được con thuyết phục, hãy để cho Suppawasa, con gái vua Cô Lý Giá, tổ chức 7 ngày cơm trước, sau sẽ đến phiên người cư sĩ ấy. Rồi Suppawasa, con gái vua Cô Lý Giá, trong 7 ngày mời chúng tỳ kheo với Thế Tôn là bậc cầm đầu, tự tay mời và làm cho thỏa mãn với những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, và khiến cho đứa trẻ đảnh lễ Thế Tôn và toàn thể chúng tỳ kheo. Rồi tôn giả Sariputta nói với đứa trẻ: Này đứa trẻ, con có kham nhẫn được không? Con có nuôi sống được không? Con có đau khổ gì không? Thưa tôn giả, từ đâu con có thể kham nhẫn? Từ đâu con có thể nuôi sống? Từ đâu con không có đau khổ? Con đã sống 7 năm trong cái ghè đầy máu. Rồi Suppawasa, con gái vua Cô Lý Giá, nghĩ rằng: Con ta đang nói chuyện với vị tướng quân về pháp, hoan hỷ tính thọ với tâm hỷ lạc. Rồi Thế Tôn nói với Suppawasa, con gái vua Cô Lý Giá: Này Suppawasa, ngươi có muốn một người con trai khác như vậy không? Bạch Thế Tôn, con muốn 7 người con như vậy. Sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Không vui giả dạng vui, không ái giả dạng ái, khổ đau giả dạng lạc, nhiếp phục kẻ phóng dật. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô, thư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ quý bà, quý cô, thư nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ bây giờ tự nhiên đọc tới đoạn nào? Dạ cảm ơn huynh của Thanh Á.
Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Phẩm Muchalinda. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Kundiyaya trong rừng Kundithana. Lúc bấy giờ Sấp Bá Qua Sa, con gái của vua xứ Kuliya, có thai đến 7 năm và nay bị đau đẻ. Munha Gappa, đến ngày thứ 7, dầu nàng cảm giác những cảm thọ khổ đau, nhức nhói, khốc liệt, thống khổ này vẫn duy trì ba niệm. Thế Tôn thật là bậc chánh đẳng giác, ngài định đoạn tận đau khổ này. Chúng đệ tử của bậc Thế Tôn ấy là khéo hành trì, chúng hành trì để đoạn tận đau khổ này. Thật sự an lạc là Niết Bàn. Tại đấy đau khổ này, thật sự an lạc là Niết Bàn. Tại đấy đau khổ này không có mặt. Rồi Súc Báp Qua Sa, con vua Kuliya gọi người chồng của mình. Này phu quân, Kuliya Putta, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nhân danh tôi, với đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú, và thưa bạch Thế Tôn, Súc Báp Qua Sa, con gái vua Kuliya cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú. Rồi hãy nói như sau, bạch Thế Tôn, Súc Báp Qua Sa, con vua Kuliya, có thai đến 7 năm, và nay bị đau đẻ đến ngày thứ 7. Dầu nàng cảm giác những cảm thọ, tại đấy khổ đau này không có mặt, thật là tốt lành. Kuliya Putta đáp với Súc Báp Qua Sa, con gái vua Kuliya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Kuliya Putta bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, Súc Báp Qua Sa, con gái vua Kuliya cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, lạc trú, tại đấy khổ đau. Tại đấy khổ đau này không có mặt. Mong rằng Súc Báp Qua Sa, con gái vua Kuliya được an lạc, không bệnh. Sanh đứa con không có bệnh hoạn. Với lời nói này của Thế Tôn, Súc Báp Qua Sa, con gái Kuliya được an lạc, không bệnh. Đẻ đứa con trai không bệnh, thưa vâng. Thế Tôn, Kuliya Putta hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi trở về nhà của mình. Kuliya Putta thấy Súc Báp Qua Sa, con gái vua Kuliya được an lạc, không bệnh, sanh đứa con trai không bệnh, thấy vậy liền suy nghĩ như sao: thật vi diệu thai, thật hy hữu thai, thần lực và đại uy lực của Thế Tôn khiến cho Súc Báp Qua Sa, con gái vua Kuliya này, với lời nói của Thế Tôn được an lạc, không bệnh, sanh con trai không bệnh. Nghĩ vậy, Kuliya Putta hoan hỷ thích thú, tâm sanh hỷ lạc. Hết đoạn 1. Dạ, cảm ơn huynh Quách Thanh Á. Dạ, bây giờ tự nhiên đã đọc xong. Dạ, kính mời. Dạ, kính mời huynh ạ.
Sathu sathu lành thầy kính đa, cảm ơn cô tu nữ tuệ duyên. Nam mô Phật-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được đọc tiếp cô tu nữ tuệ duyên. Rồi Supavasa, con gái vua Kuliya, bảo người chồng của mình, hãy đi này phu quân, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến nhân danh tôi cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: Bạch Thế Tôn Supavasa, con gái vua Kuliya, có thai đến 7 năm và nay bị đau đẻ đến ngày thứ 7. Nàng được an lạc không bệnh và sanh đứa con trai không bệnh. Nay nàng muốn mời chúng tỳ kheo dùng cơm trong 7 ngày. Mong Thế Tôn hãy nhận lời thọ 7 bữa cơm của Supavasa và chúng tỳ kheo. Thật là tốt lành, Kuliya Putta đáp lại: Supavasa, con gái vua Kuliya, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Kuliya Putta bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn Supavasa, con vua Kuliya, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và nói như sau: Supavasa có thai đến 7 năm, đến ngày thứ 7. Nay nàng được an lạc không bệnh và sanh đứa con trai không bệnh. Nay nàng muốn mời chúng tỳ kheo, vân vân với chúng tỳ kheo. Lúc bấy giờ một nam cư sĩ khác đã mời chúng tỳ kheo với Thế Tôn là vị cầm đầu ngày mai dùng cơm. Người cư sĩ ấy là người hộ trì cho tôn giả Moggallana. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Maha Moggallana: Này Moggallana, hãy đến người cư sĩ. Sau khi đến nói với người cư sĩ ấy như sau: Hiện giả Supavasa, con của vua Kuliya, có thai đến 7 năm, đến ngày thứ 7, nay nàng được an lạc. Nay nàng muốn mời chúng tỳ kheo với chúng tỳ kheo để cho Supavasa tổ chức 7 ngày cơm trước, sau sẽ đến lượt người hộ trì cho ngươi. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Dạ, con xin hết bài thứ hai. Dạ, kính mời xích dịch hình tiếp hả? Alo. Dạ, kính mời xin nha. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ thường tọa Pháp Tăng cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin tiếp đọc tiếp đoạn 3. Dạ, cảm ơn Quỳnh. Tôn giả Maha Moggallana vâng đáp Thế Tôn đi đến người cư sĩ ấy. Sau khi đến nói với người cư sĩ: Này hiền giả Supavasa vân vân, hãy để cho Supavasa con của vua Kuliya tổ chức 7 ngày cơm, trước sau sẽ đến phiên người. Thưa tôn giả, nếu tôn giả bảo đảm Batifogo cho con ba pháp về tài sản, về thọ mạng, về lòng tin, hãy để cho Supavasa, con gái vua Kuliya, tổ chức trước, rồi sau đến phiên con. Này hiền giả, về hai pháp ta sẽ bảo đảm cho ngươi, về tài sản và về thọ mạng. Còn về lòng tin, thôi ngươi hãy tự bảo đảm. Thưa tôn giả, nếu tôn giả bảo đảm cho con hai pháp về tài sản, về thọ mạng, hãy để cho Supavasa, con gái vua Kuliya, tổ chức 7 ngày cơm trước, rồi sẽ đến phiên con. Rồi tôn giả Mahamoggallana, sau khi thuyết phục Sanna-betta, được người cư sĩ ấy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, cư sĩ ấy đã được con thuyết phục, hãy để cho Supavasa, con gái vua Kuliya, tổ chức 7 ngày cơm trước, sau sẽ đến phiên người cư sĩ ấy. Rồi Supavasa, con gái vua Kuliya, trong 7 ngày mời chúng tỳ kheo với Thế Tôn là bậc cầm đầu, tự tay mời và làm cho thỏa mãn với những món ăn thượng vị, loại cứng, loại mềm, và khiến cho đứa trẻ đảnh lễ Thế Tôn và toàn thể chúng tỳ kheo. Rồi tôn giả Sariputta mới nói với đứa trẻ: Này
Đứa trẻ, con có cảm nhận được không? Con có nuôi sống được không? Con có đau khổ gì không? Thưa tôn giả, từ đâu con có thể cảm nhận? Từ đâu con có thể nuôi sống? Từ đâu con không có đau khổ? Con đã sống 7 năm trong cát ghè đầy máu. Rồi Sức Bác Hoa Sa, con gái vua Cô Lý Giá, nghĩ rằng con ta đang nói chuyện với tướng quân về pháp, hoan hỷ tính thọ với tâm hỷ lạc. Rồi Thể Tôn nói với Sức Bác Hoa Sa, con gái vua Cô Lý Giá: Này Sức Bác Hoa Sa, ngươi có muốn một người con trai khác như vậy không? Bạch Thế Tôn: Con muốn 7 người con trai như vậy. Sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: Không vui, dạ vạn vui. Không ái, dạ dạng ái. Khổ đau, dạ dạng lạc. Nhiếp phục kẻ phong vật, dạ bản chánh văn. Đến đây đã chấm hết. Con thành kính đảnh lễ chưa? Tri ân chư tôn đức và Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng, kính cảm ơn Vinh Quách Thanh Á đã phát bài học. Năm 12 á, dạ bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới. Nhật Quỳnh kính mời trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa pháp ân giảng dạy bài ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa pháp ân giảng dạy. Cảm ơn Minh Bát Tha Na. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Vận ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhân chẳng dị hơi, quyết tâm mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hà giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá, con xin phép được đọc phần chánh văn trước rồi con sẽ thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa pháp tăng ạ. Cảm ơn Minh Bách Tha Đá đã cho bài học. Kinh Tiểu Vợ Itibut Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, Phẩm Bút Cha Linh Đá, bài 9 La Mã. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sa-va-thi, tại Đông Viên, ngôi lầu của mẹ Mi-ga-ra. Lúc bấy giờ, Vi-sa-kha, mẹ của Mi-ga-ra, có công việc liên hệ đến vua Pa-se-na-di nước Cô-sa-lá, và vua Pa-se-na-di nước Cô-sa-lá chưa có quyết định về việc ấy. Na-ya-tha viết bà dặn, rồi Vi-sa-kha, mẹ của Mi-ga-ra, vào buổi sáng sớm đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với Vi-sa-kha, mẹ của Mi-ga-ra đang ngồi một bên: Bạch Thế Tôn, con có công việc liên hệ đến vua Pa-se-na-di nước Cô-sa-la, vân vân, về việc ấy. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Mọi tùng thuộc là khổ,
mọi chủ quyền là lạc, chung dùng làm não hại, trói buộc khó vượt qua. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm hết con. Xin thay mặt đại chúng thân đương thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng bích thư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Hôm nay chúng ta học qua bài Chính La Mã ở trong phẩm Một Cha Linh Gá thuộc Tiểu Bộ Kinh. Kinh Phật Thuyết như vậy. Bây giờ trong nội dung của bài kinh này đó, nhắc đến cái câu chuyện của bà Visakha. Megara là cha chồng của bà Visakha. Megara là cha của ông Punnawatta, tức là vị hôn phu của bà Visakha, liên quan đến cái câu chuyện này. Thì một lần nọ bà Visakha đến đỉnh lễ Đức Phật sau khi thưa với Đức Phật là có một số công việc bận rộn để gặp Đức Vua Kosala, tức là Đức Vua Đức Vua Basenadi. Thì Đức Phật ngài thấy bà Visakha có cái sự bận rộn vậy, cho nên Đức Phật ngài hiểu được ý nghĩa đó. Và nhân đó thì Đức Phật ngài thuyết lên giảng về cái kệ ngôn này. Kệ ngôn này chúng ta đọc qua thì hơi khó hiểu, nhưng mà chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu liên quan đến cái kệ ngôn mà Đức Phật ngài dạy ở đây. Mọi tùng thuộc là khổ, mọi chủ quyền là lạc. Mọi tùng thuộc là khổ, mọi chủ quyền là lạc, chung dùng làm não hại, trói buộc khó vượt qua. Ta tìm hiểu được cái ý nghĩa của câu kệ ngôn này do cái câu chuyện nó liên quan đến bà Visakha rất là bận rộn, có một số công việc cần giải quyết khi cần gặp Đức Vua Basenadi. Thì nhân đó thì Đức Phật ngài mới thiết lên câu kệ ngôn này. Trước nhất là chúng ta nói đến Đức Phật ngài dạy ở đây là mọi tùng thuộc xa khổ. Ở đây đó chúng ta nói là cái sự liên hệ với nhau, có cái này cho nên có cái khác, có cái này có cái khác. Chúng ta hiểu rằng cuộc đời này đó, mình có thân ngũ quẩn là cái hệ quả của luân hồi. Hệ quả đó bắt nguồn từ ở phiền não và bắt nguồn từ ở nơi cái hạnh nghiệp, cái nghiệp của mình tạo ra. Trong đó có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Cho nên ở trong giáo lý duyên khởi đó, thì một điều đó chúng ta thấy rằng là Đức Phật không có nói rằng ai sinh ai, tức là không có, Đức Phật không chấp nhận có một đấng sáng tạo. Chúng ta lưu ý vậy. Đức Phật không có chấp nhận có một đấng sáng tạo, tức là từ ở cái đấng tối cao nào đó sinh ra con người. Và do đó Đức Phật ngài nói đến cái giáo lý duyên khởi. Mà giáo lý duyên khởi này đó, thì Đức Phật ngài đã thấy rõ, biết rõ ngay cả cái thời điểm mà Đức Phật ngài vừa giác ngộ, ngài đã thấy rõ cái giáo lý duyên khởi đó. Cho nên là Đức Phật không chấp nhận có một cái đấng sáng tạo nào sinh ra chúng sinh tất cả. Không có đấng sáng tạo nào có đủ quyền năng để sinh ra tất cả. Vì vậy cho nên là Đức Phật ngài thuyết về giáo lý duyên khởi đó.
Đầu tiên đó là chúng tôi sẽ nói sơ qua vấn đề này. Vì sao Đức Phật này nói là mỗi tùng thuộc là khổ? Tức là do có pháp này cho nên có pháp kia. Ví dụ như là do có vô minh cho nên là tạo ra hành, do có hành cho nên là tạo ra thức, do có thức cho nên là tạo ra danh sắc mà thôi. Thì tùy thuộc vào cái mắt xích và cái thời điểm mà mình nói về giáo lý diễn khởi. Thí dụ như nói quá khứ, nói hiện tại và nói đến tương lai. Nhưng mà cái căn bản là do có pháp này cho nên có pháp kia. Cái đó là sự tùng thuộc. Đó là sự tùng thuộc với nhau. Ở trong giáo lý duyên khởi đó, thì thấy rằng có nói nhiều cái khía cạnh để nói. Nhưng mà nói đến ba cái luân, tức là ba cái vòng tròn. Ba cái vòng tròn mà chúng ta thường gặp. Đầu tiên là nói đến cái phiền não luân, tức là do cái phiền não là cái chất liệu, tức là do vô minh, tham ái và chấp thủ đó. Đó là cái chất liệu để tạo nên cái động lực để khiến chúng sanh tạo tác và nó dắt dẫn chúng sanh luân hồi. Đó chính là vô minh, tham ái và chấp thủ. Cho nên ở đâu có vô minh á, thì ở đó là khởi đầu của, bắt đầu là khởi đầu cho cái kiếp nhân sinh. Chúng ta bắt đầu hiện hữu ở trong cuộc đời này. Cho nên là mình cũng đừng có nói là, nhiều khi quý vị thấy rằng là về sau này đó, có những cái hệ phái của Phật giáo, đặc biệt là Kim Cang Thừa thuộc về Mật Tông, tức là Tây Tạng được nói đó, thì người ta có nhiều cách để giải thích chết, mình chết làm sao, rồi chết đi về đâu đó, thì người ta có nhiều cách để người ta giải thích. Nhưng mà cái đó là cái giải thích của những người mà về sau này, tức là những cái vị mà sau này để giải thích trong cái điều đó đó. Chúng ta thì khi là mình bị thắc mắc, mình không biết là mình ở đâu sinh ra, rồi không biết là mình chết mình sẽ đi về đâu, thì thường thường là có những cái câu hỏi được đặt ra, nhưng mà hoàn toàn là không có sự giải đáp. Nếu mà mình giải đáp được á, chính xác đó, thì rõ ràng là mình thấy được cái sự vận hành của giáo lý duyên khởi này. Cho nên là chúng ta thấy rằng chính cái vô minh á, nó là cái chất liệu để khiến cho mình có cái hành động. Bởi vì vô minh á, là cái mà không biết rõ những cái đáng biết và biết những cái không đáng biết. Thí dụ bây giờ là mình cứ theo cái tập tính của mình, tham sân si rồi tà kiến hoài nghi, rồi cứ theo cái tập tính đó, và chúng ta chỉ biết ở trong những cái phạm vi đó thôi, trong phạm vi đó thôi, thì cái gì mà thoát ra khỏi cái đó thì đó là giải thoát. Nhưng mà chưa thoát khỏi những cái tham sân si thì chưa phải là giải thoát. Vì vậy cho nên là còn cái gọi là vô minh. Vô minh tức là cái mà không có rõ đó. Vô minh tức là cái không rõ. Thì như trong kinh này giải thích là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo. Tức là không thấy rõ giáo lý tứ đế, hay là không biết rõ sự tập khởi của giáo lý duyên sinh này, tức là thập nhị nhân duyên, hay là không biết rõ cái ngũ uẩn này, thì đó là vô minh. Trong kinh định nghĩa là như vậy. Cho nên cái vô minh này nó tiềm ẩn trong mỗi chúng sanh đó. Mỗi chúng sanh có những người bị chi phối bằng cách này, có những người bị chi phối bằng cách kia. Nhưng mà rồi chính cái vô minh đó. Và vì vậy cho nên là chúng ta bị tập tham ái mà chúng ta không nhận rõ ra tập khởi của tham ái. Do vô minh cho nên chính cái tham ái nó sanh khởi mà mình không nhận ra, không biết. Vì cái sanh, cái tham ái cho nên khiến cho mình phải đam mê cái này, mình thúc cái nọ,
đi tìm cái kia, vì đam, vì tham ái đó, cho nên khiến cho mình có cái sự chấp thủ ở trong đời sống. Cho nên mọi cái pháp trên cuộc đời này do có cái này, cái này làm cái này nó vừa là cái bị biết và cái làm tác nhân cho cái biết khác, cái khác. Thí dụ như là vô minh thì nó là nó duyên cho hành, do mình không biết cho nên là mình mới tạo tác hành động, hành động ở trên cái phương diện phúc hành, tức là mình tạo cái điều thiện đi, mà nói theo Di Diệu Pháp có nghĩa là phúc hành, tức là sở hữu tư đó mà phối hợp ở trong tám tâm đại thiện hoặc là 500 tâm thiện sắc giới. Cái việc mà chúng ta tạo tác những điều thiện cho nên thường là đưa đến cái quả lành, để rồi chúng ta tái sanh trong cảnh giới an vui, trong đó có cõi người, cõi trời, phạm thiên sắc giới chẳng hạn. Như vậy là do mình tạo phước, mình tạo cái việc lành, nhưng mà chính cái tạo đó đó cho nên là mình có hiện hữu, có hiện hữu chứ, mình đã tạo ra là cái đầu tư ra cho nên là mình có hiện hữu. Vì vậy cho nên nó gọi là phúc hành ở đây, tức là sở hữu tư phối hợp với tám tâm đại thiện, tức là tạo mọi cái việc thiện ở trong đời sống, ngoại trừ thiện, ngoại trừ cái gọi là tâm thiện vô sắc mà ra thôi. Như vậy thì ở trong tám tâm đại thiện cũng như là năm tâm tâm thiện sắc giới, do sở hữu tư phối hợp cho nên tạo ra phúc hành. Cái phi phúc hành tức là sở hữu tư mà phối hợp với 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, cho nên là chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện. Cái sở hữu tư mà phối hợp ở trong tâm si phóng dật ấy, thì nó cũng là nhân để tạo luân hồi mà thôi, chứ nó cũng không phải là cái nhân để tạo ra cái quả khổ. Như vậy thì ở đây đó là phúc, phi phúc hành, tức là sở hữu tư mà phối hợp ở trong những cái tâm tham của mình, tức là tâm tám tâm tham, hai tâm sân và các cái tâm si, đặc biệt là tâm si hoài nghi. Vì do nên là chính vì vậy cho nên là chúng ta tạo ra cái nghiệp bất thiện, để rồi chúng ta phải bị sanh trong cảnh khổ, để chịu lấy cái quả khổ. Rồi bất động hành, tức là một trong những cái sở hữu tư mà phối hợp với những tâm thiện sắc giới, vô sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, cho nên là nó tạo ra cái quả ở cõi vô sắc. Vì nó không có sắc, không có sắc quẩn này, cho nên gọi là bất động hành. Nhưng mà chính cái hành động đó, đó, dù là phúc hành, phi phúc hành hay là bất động hành, thì nó cũng tạo ra cái sự hiện hữu trong cuộc đời này. Cho nên là chúng ta có mặt ở trong cõi dục, cõi sắc. Cái này nó làm duyên cho cái kia. Ở đây muốn nói là mọi tùng thuộc là khổ. Cho nên là chúng ta sở dĩ có khổ, có cái này, có cái kia, cho nên chúng ta khổ. Giới lý cái giống như thế này nè. Nếu chúng ta đừng có căn nhà, thì mọi việc ở trong căn nhà, mọi cái thứ đồ dùng ở trong căn nhà nó không cần phải có. Do có căn nhà, cho nên là có bàn, có ghế, có tủ, có giường, có những vật dùng trong nhà thôi. Cái đó là cái hệ lụy. Chúng ta thấy nó có hệ lụy. Sở dĩ nó có căn, nó có cái mối liên hệ với nhau, có những cái thứ này thứ kia đó, là vì nó có căn nhà. Có căn nhà. Nếu chúng ta không có căn nhà thì không cần phải có cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái giường, cái vật dụng gì xài ở trong nhà đâu. Do vậy cái đó là cái sự tùng thuộc, nó tạo nên cái quả mà chúng ta thấy rằng nó quả của luân hồi đó. Đó là gì? Đó là sanh ra cuộc đời này, rồi chúng ta có sự xúc chạm, có cái cảm thọ, rồi chúng ta có già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, u não. Vì thế không? Vì chúng ta có sanh ra trong cuộc đời này. Dù chúng ta sanh là thai sanh, hay thấp sanh, hay là nõn sanh, hay là quá sanh đi nữa, thì chúng ta có hiện hữu trong cuộc đời này nữa. Cho nên là chúng ta có già, bệnh, đau, chết, buồn, vui.
hỷ nộ ái ố nó diễn ra ở trong đời sống, nó bắt nguồn từ ở cái chúng ta có hiện hữu trong cuộc đời này, là sanh ra trong cuộc đời này. Cho nên là mọi cái việc trong cuộc đời này nó có khổ đó, là vì chúng ta có những cái pháp tùy thuộc đó, pháp tùng thuộc đó. Cho nên có cái này thì sẽ là có cái kia. Nếu chừng nào không có cái này á, thì sẽ không có cái kia. Cái đối với lại cái người mà chứng ngộ, một bậc mà chứng ngộ về giáo lý duyên khởi đó, thì thấy rõ đó là cái nguồn gốc để sanh ra đau khổ. Cho nên các ngài chặn cái không có cái này, để rồi không có cái kia. Chứ đừng nói là có cái kia rồi mà bảo không có cái này, thì nó không có bao giờ có cái chuyện đó. Cho nên là nếu nói là cái quả của luân hồi á, thì là do chúng ta có phiền não, tức là có phiền não, cái dòng quay của phiền não, tức là vô minh, tham ái và chấp thủ. Rồi do tiên vô minh, tham ái và chấp thủ đó, cho nên khiến chúng ta có cái hành động, tức là chúng ta có tạo nghiệp. Vì vậy cho nên ở đây nó gọi là cái dòng quay thứ hai đó, gọi là luân hồi thứ hai, cái dòng quay thứ hai đó mà nói đến cái nghiệp luân hồi, tức là chúng ta có cái sự hiện hữu trong cuộc đời này, hoặc là chúng ta có cái sự tạo tác trong cuộc đời này, ngay cả là việc làm thiện hay làm bất thiện, hay là tạo ra cái quả vô sắc, thì cũng là sự hiện hữu trong cuộc đời này. Cho nên là có cái tùy thuộc đó, và vì cái tùy thuộc đó cho nên có cái quả để tạo ra cái luân hồi khổ, có luân hồi là khổ. Cho nên ở đây chúng ta, nếu một người tu tập đó, thì mình thấy rõ giáo lý duyên khởi nó không phải là chỉ nói là quá khứ, hiện tại, vị lai, mà ở trong hiện tại này nè, cái gì tập khởi của sự sanh lên, rồi cái gì sự chấm dứt của sự sanh, chúng ta cũng nhìn lại ở trong cái thân ngũ quẩn của mình, cái gì nó mới nhóm lên, nó sanh khởi, rồi cái gì nó biến mất, nó không còn, nó hủy diệt đi hoàn toàn. Thì chúng ta, đối với một cái người mà tu tập thiền quán đó, thì cái người đó họ cũng thấy được cái sự sinh diệt của chính ở trong cái ngũ quẩn này, trong cái ngũ quẩn này. Thì từ đó mình mới thấy là nó giống là rỗng không, nó không có cái gì gọi là cốt lõi ở trong đó, không có cái gì là trường cửu ở chỗ đó. Cho nên là nếu một người mà tu tập thì thấy rõ rằng sự sanh diệt đó là vốn rỗng không, do có cái sự tập khởi của phiền não, sự tập khởi của hạnh nghiệp tạo ra. Vì vậy cho nên là có cái quả của hạnh nghiệp tạo ra thôi. Chúng ta có sanh trong cuộc đời này làm nam, làm nữ, làm người ở cõi trời, cõi dục giới, hay là sanh ở trong cõi khổ, hoặc là sanh ở cõi trời, phạm thiên sắc giới, vô sắc giới gì đó, hay dục giới gì đó, thì cái đó nó là do cái chúng ta tạo tác ra thôi. Chúng ta tạo tác. Rồi bây giờ cái ý thứ hai mà chúng tôi muốn nói đó, mọi chủ quyền là lạc. Mọi chủ quyền. Sự thật ra đó, thì ở đây đó, chúng ta cho là nó là lạc. Chúng ta cho là sở hữu, mình sở hữu cái này cái kia là hạnh phúc, phải không? Bây giờ chúng tôi nói thiệt với quý vị là, ví dụ giờ bây giờ mình muốn mình có cái căn nhà đi, thì mình có căn nhà, có được cái căn nhà khang trang đó là hạnh phúc, nhưng mà rồi đó thì cái đó cũng là cái suy nghĩ của mình thôi. Trong cái thế thường của chúng sanh á, thì người ta cứ nghĩ rằng cái gì mình là chủ quyền cái đó, mình có sở hữu cái đó, mình chủ quyền cái đó là mình vui rồi, mình vui rồi. Nhưng mà thế thường nó có cái gì là chủ quyền? Quý vị thấy là đâu có gì chủ quyền, đâu có cái gì gọi là chắc đâu, không chắc. Nhưng mà mỗi người đó tự cho cái mà mình sở hữu đó, nó là lạc. Ví dụ như mình mong muốn cái đó có với mình, thì bây giờ cái đó có với mình thì mình vui. Nhưng mà rồi mất cái đó thì là mình khổ. Hư cái đó là mình khổ. Mất cái đó là mình khổ. Nếu như mà mình hiểu rõ được những điều đó,
thì cái cuộc đời này đó, chúng tôi nghĩ rằng nó đến rồi đi thôi, nó là do nhân duyên mà thôi. Nhân duyên, ngay cả cái thân của mình đó, mình được cha mẹ sinh ra đó, thì nó cũng là do duyên thôi. Nó có do cái duyên, mà đầu tiên là nó phải là do cái tham ái, cho nên là khiến chúng ta có cái sự tạo tác, cho nên là chúng ta có cái sự hiện hữu trong cuộc đời này. Cho nên chúng ta làm người nam, người nữ, làm người giàu hay người nghèo, làm người có dinh vọng hay người hèn hạ, người như thế này thế nọ đó, trong cuộc đời này đó, thì chẳng qua là cái hạnh nghiệp mình tạo thôi. Nhưng mà rồi đó, thì mình cứ nghĩ rằng tất cả những cái gì đó mình sở hữu đó là vui. Nhưng mà hoàn toàn, chúng tôi nghĩ rằng ở đó nó không phải là hoàn toàn là hạnh phúc. Bởi vì trong cái mà mình nghĩ nó là sở hữu của mình á, thì đó nó cũng đã ngấm ngầm. Trong đó nó cũng đã sự ngấm ngầm cái khổ trong đó rồi. Bởi vì trong cái hiện tướng trong cuộc đời này nè, liên quan đến cái khổ khổ, rồi hoại khổ và hành khổ. Chúng ta thấy không? Cái cảm thọ mà chúng ta đang vui đây nè, đang nghĩ rằng mình có được cái này, có được cái kia là hạnh phúc. Nhưng mà mình mất cái này hoặc là mất cái kia thì đâu còn gọi là hạnh phúc nữa. Nhưng mà trên cuộc đời này thì không có cái gì là chắc chắn hết. Là chắc chắn hết. Mình đang lạc mà tự nhiên mất cái lạc đó đi, cái hạnh phúc đó đi thì là đau khổ rồi. Rồi các cái cảm thọ trong đời sống của mình nó diễn ra vui buồn lẫn lộn, nó chen lẫn với nhau trong cái cuộc sống này, thì đâu có cái gì được gọi là bền vững, đâu có cái gì được gọi là vững chắc ở trong đó. Cho nên tìm cái cốt lõi đó thì không có. Khi mà mình sở hữu cái này hoặc là mình sở hữu cái kia thì thật sự là những cái điều đó nó đều là hư vọng, những cái đó nó đều là ảo tưởng. Ảo tưởng. Ảo tưởng là sao? Là vì mình nghĩ nó là chắc thật, nhưng mà sự thật nó không có gì là chắc thật. Cho nên là nếu người nào mình thương, vật gì mình thích, vật người nào mình thương mà cái người đó ra đi thì mình sẽ là đau khổ. Sanh tử biệt ly, hay là gọi là trên cuộc đời này mà mình sống mà mình bị chia ly, chết thì mình bị cắt đứt, thì mình đau khổ. Nhưng mà rồi đó thì đâu có cái gì mà chắc thật đâu, đâu có gì chắc thật. Cho nên là mình có cái đó mà mình bị mất cái cảm thọ mà mình đang vui mà tự nhiên mình bị biến mất, thì cái đó cũng là một cái hiện tướng của sổ. Rồi chưa kể trong cuộc đời này, chúng ta bắt đầu sanh ra đời nè, từ khi chúng ta mở mắt chào đời nè, đến khi chúng ta trưởng thành, chúng ta lớn lên, chúng ta có một chút nhận thức, hiểu biết đó, thì biết bao nhiêu cái cuộc vui buồn này nó lẫn lộn. Nó lẫn lộn trong cuộc đời này. Được, mất trong cuộc đời này. Vì vậy cho nên là cái vui buồn nó cũng là những cái pháp mà hiểu ở đây đó, là không có một cái gì là chắc thật hết. Chúng ta có những cái vui, rồi tự nhiên mất cái vui đó. Tự nhiên rồi là chúng ta buồn, rồi chúng ta thay đổi, vui buồn lẫn lộn ở trong cuộc đời này. Thì ở đây đó, đó là một trong những cái mà mình nghĩ rằng mọi vật ở trên cuộc đời này, nếu mà mình cho rằng cái đó là sở hữu vật, người thương của mình và vật thích của mình, thì không có cái gì là chắc thật hết. Bởi vì đâu có cái gì đâu bền. Chính tấm thân mình nó là còn chưa có bền chắc nữa, không có bảo đảm được cái gì nữa, chứ đừng nói tới những vật ngoại thân. Vật ngoại thân nó không có cái gì mà chắc được hết. Cho nên tất cả những cái đó là điều biến đổi, thay đổi, phù du, gọi là một cái cách khác là phù du. Phù du ở đây thì quý vị biết rằng nó đâu có bền, kể như bong bóng nước, nó nở, nó nổi bình 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 đó, lát nó là cái bụp, cái nó bể đi, nó tan biến, rồi nó là nổi lên nữa, rồi nó là cái bụp, nó bể đi, rồi tan biến, nó là như vậy thôi. Trong cuộc đời này đó,
thì chúng ta thấy xét lại đối với cái câu mà nói là chung dùng làm não hại. Sự thật ra đó thì chúng ta tự cho rằng là tài sản của mình, con tôi, tài sản tôi hay là cái này cái kia đó. Như là trong kinh Pháp Cú nói rằng là con tôi, tài sản tôi, phàm phu nhị thế nhưng mà có chi. Chính thân còn chẳng ra gì, huống là sự nghiệp, cái chi của mình. Cho nên là cái thân mình còn không ra cái gì nữa mà. Nó không có bền vững. Cho nên cái sự tập hợp của ngũn của mình đó là sự tập hợp. Cái đó được gọi là cái mà được kết hợp chung với nhau. Từ ở sắc quẩn, rupa khanh thá, thọ quẩn, vedana khanh thá, tưởng quẩn, sanya khanh thá, hành quẩn, sankara khanh thá, thức quẩn, vinyana khanh thá. Thì cả năm quẩn đó, chúng ta thấy đó là sự tập hợp. Đó có sự tập hợp của hai thành phần thể chất và tinh thần. Phần tinh thần là tâm lý của mình, nó có bốn thành phần danh quẩn là thọ, tưởng, hành và thức. Nhưng cái phần còn lại, nó thể chất của chúng ta là chỉ cho thành phần sắc quẩn này. Đó là sự tập hợp. Đó là sự tập hợp. Cho nên mình biết rằng trong kinh Trung Bộ nó là để hình thành nên một con người, một hài nhi đó, thì chúng ta thấy có cái yếu tố của cha, yếu tố của mẹ, để rồi có thức tái sinh đó, những cái thành phần đó. Nếu mà một trong ba cái yếu tố chính đó, nó thiếu một đi cũng không được, không thể hình thành được là con người của mình được, còn nhân loại mình được. Nếu mà có yếu tố của cha, có yếu tố của mẹ, nhưng mà thiếu đi cái thức tái sinh thì cũng không thể nào hình thành được gọi là một chúng sanh được. Mà có thức tái sinh mà cái điều kiện để thiếu yếu tố của cha, của mẹ thì cũng không thể nào có được hình thành được một con người như là một hài nhi từ thở ban đầu. Cho nên ở đây đó, chúng ta thấy rằng là trong những cái sự tập hợp đó, đó là biết bao nhiêu cái sự hệ lụy ở trong đời sống. Giống như trong kinh ngày Xá Lợi Phất ngày nói là cái tấm thân mà không quá hai trượng này, tức là chúng ta nói là không quá hai cái sợi tay này nè, nếu mình đứng lên dơ lên nó không quá dài vậy thôi. Nhưng mà cái thế giới này đó, nó bao trùm cả cái thế giới chúng sinh này, tức là nó liên quan đến ngũ quẩn của chúng ta. Cái tấm thân này nó bao gồm cả gọi là chung là ngũ quẩn, trong cái ngũ quẩn đó. Cho nên ở đây đó là biết bao nhiêu cái sự hệ lụy ở trong cái đời sống khổ não vì chúng ta có thân này. Cho nên chúng tôi có nhớ một cái câu mà ông triết gia của Trung Quốc, ông Lão Tử, ông sinh độ khoảng về khoảng đương thời trước Đức Phật, ngang Đức Phật ở Trung Hoa, ông nói cái câu là ngô hữu đại quạn dị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân hà khoản chi hữu. Ta có cái khốn khổ vì ta có thân, nếu ta không thân thì ta đâu có khổ. Nó giống như cái câu mà Phật dạy đó, sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, chốt tóm lại là chấp thủ năm quẩn là khổ. Cho nên từ ở cái hệ lụy mà chúng ta nói ở đây đó là cái dùng chung làm não hại đó, tức là cái tập hợp của năm thành phần. Nói năm thành phần là đại diện đơn cử cho năm thành phần thôi. Chúng ta thấy không? Thọ, tưởng, hành và thức. Thọ, nếu nói trong vi diệu pháp, thọ chính là sở hữu thọ. Sở hữu thọ. Rồi tưởng, tức là sở hữu tưởng. Hành là 50 tâm sở còn lại. Thức là 121 tâm. Chúng ta thấy sắc quẩn là 28 sắc pháp. Thì gồm lại chung, đó là sự tập hợp. Ngày nào mà ở bên Bắc truyền người ta có nói một cái câu là tứ đại bất hòa. Tứ đại bất hòa, tức là cái thân này nè, một ngày nào nó nóng lạnh, nó bất thường như vậy là mình thấy là mình bị bệnh rồi. Tứ đại bất hòa, bị bệnh rồi. Cho nên là khi mà mình có thân á, thì biết bao nhiêu cái sự hệ lụy ở trong cái đời sống này. Mình nói có thân là nói sắc quẩn thôi, nhưng nó bao gồm cả thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Nếu chúng ta có một chút nhận thức, thì từ khi tấm bé
chúng ta được cha mẹ sinh ra, cho đến khi chúng ta nhắm mắt liều đời, chúng ta nhìn lại cái tấm thân của mình, từ khi chúng ta biết nhận thức rồi đó, đến khi mà chúng ta nhắm mắt lìa đời, thì chúng ta được vui được bao nhiêu, rồi chúng ta buồn được bao nhiêu. Nói như vậy không có nghĩa là mình phải quá bi lụy với cuộc sống này, nhưng mà đó là bản chất thật mà Phật dạy vậy rồi. Phật dạy vậy rồi, đó là bản chất thật. Dù gì đi nữa người ta cũng chấp nhận. Cho nên á, ở trong sớ giải cũng có nói đó, cái sự hiện hữu trong cuộc đời này đó, thì dù là nhỏ nhoi hay là ít ỏi cũng là mang đến khổ đau. Nhỏ nhoi ở đây đó mình hiểu là những chúng sinh ở cõi vô sắc, người ta không có sắc, chỉ có cái thành phần danh quẩn thôi. Nhỏ nhoi hay là ít ỏi thì cũng là sự khổ đau. Thì Đức Phật này nói giống như một người mà bị dính một chút phân ở trong cái đầu móng tay của mình thì nó cũng hôi thối thôi. Nó hôi thối. Phật dạy vậy. Cho nên là cái sự hiện hữu đó từ xưa tới nay. Nhưng mà nói như vậy đó thì không có nghĩa là để chúng ta đi vào cái con đường bế tắc. Đi vào cái con đường bế tắc. Phật nói lên sự khổ là để muốn phô bày sự thật của nó, muốn phô bày cái sự bản chất thật của nó, đó là khổ. Nhưng mà rồi đó thì Ngài cũng giải thích được đó là cái nguyên nhân mà đưa đến khổ đó chính là do cái tham ái. Mà nãy chúng tôi nói đó, trong giáo lý duyên khởi, tức là nói đến cái việc mà từ cái sự tập nhiễm của phiền não, tức là vô minh, tham ái và chấp thủ đó, cho nên khiến chúng ta có cái sự hành động. Chúng ta sanh ở cõi dục, chúng ta sanh ở cõi sắc, hay chúng ta sanh cõi vô sắc, hay nói cách khác, tức là chúng ta sanh làm nam nữ trong cuộc đời này, trong cuộc đời này, đó là sự khổ, đó là sự khổ. Cho nên nói cái sự khổ là nói đến cái nguyên nhân đưa đến khổ, nói đến nguyên nhân khổ. Mà Bậc Thánh á, thì giác ngộ về giáo lý tứ đế đó, để rồi các ngài thấy rõ rằng, cái này là tập khởi của sự khổ nè. Thì muốn để chấm dứt khổ thì chặn đứt cái tập khởi của sự khổ, tức là chặn đứt của tham ái. Rồi các ngài cũng thấy rõ được đó là cái sự chấm dứt khổ hoàn toàn là sau khi phiền não không có, sự hiện hữu của năm quẩn không còn. Phiền não không có, sự hiện hữu của năm quẩn không còn, đó là sự chấm dứt khổ, hay nói cách khác đó là niết bàn. Đó là niết bàn. Nhưng mà để có được cái sự mà chấm dứt khổ đó, chấm dứt khổ đó, sự đoạn tận phiền não đó, thì vị hạnh, cái người tu ở trong Phật giáo này đó, cần phải tu tập đạo đế, hay là tu tập cái con đường đưa đến chấm dứt khổ, đó là giới, định và tuệ. Như vậy là khi nào mình hiểu được cái sự hệ lụy, cho nên là chúng ta thấy rằng là mình nói vậy, mình khổ có khi mình cũng có cảm nhận được sự khổ. Nhưng mà cái cảm nhận của mình đó, trong khoảng khắc chốc ngắn nào đó thôi, nó không đủ sức, nó không đủ sức để phá vỡ được cái vô minh. Vì chúng ta chưa phá vỡ được vô minh, cho nên chúng ta cứ nhận chân rằng khổ, lạc là khổ, khổ là lạc. Khổ là lạc. Trong cái khổ mà chúng ta cho là lạc, cho là lạc. Cho nên là chúng ta cứ đắm nhiễm, dính mắc, rồi bị cuốn trôi, bị cuốn trôi. Cho nên cũng ở trong kinh Tương Ưng, Phật nói mình bước tới thì bị trôi dạt, mà mình đứng lại thì bị nhận dẹp. Thì có nghĩa là ở đây đó, có nhiều cái cách giải thích. Bước tới thì trôi lạc, có thể nói đó là mình đắm nhiễm ở trong tham dục trong cuộc đời này, dính mắc trong cuộc đời này. Còn mình đứng lại đó, thì có nghĩa là chúng ta rơi vào một cái tình trạng cực đoan. Cực đoan đó là chấp vào một cái gì đó, cho rằng cái sở hành đó, cái phương thức hành đó, hành đạo đó là khả dĩ đưa đến cái sự chấm dứt khổ, nhưng mà kỳ thật ra là không phải. Giống như những người mà tu khổ hạnh mà thôi, những người tu khổ hạnh. Cho nên vì vậy Đức Phật dạy cái con đường trung đạo là như vậy.
chúng ta thấy giải cái con đường trung đạo là vậy. Con đường trung đạo đó là chúng ta không thiên về khổ hạnh hay là lợi dưỡng, hay là chấp vào thường kiến hay là đoạn kiến, thì chúng ta mới có thể vượt lên. Còn mình bước tới thì sẽ bị trôi dạt, mà mình đứng lại thì sẽ bị nhận chìm. Nhận chìm. Vì vậy cho nên ở đây trong cái câu mà gọi là dùng chung làm não hại, trói buộc khó vượt qua, chúng sanh phàm phu là vậy. Thì ở đây trong cái nội dung của cái bài giảng này đó, thì chúng tôi xin chia sẻ trong cái ý nghĩa, tức là do cái chuyện mà bà Quy Sa Kha vì một số công việc gia đình liên quan đến Đức Vua Basenadi, tức là Đức Vua Ba Tư Nạc đó, cho nên có một số công việc rất là bận rộn. Thì Đức Phật ngài hiểu được cái sự ràng buộc, giống như có một lần bà Quy Sa Kha mà khóc khổ vì con cháu ở trong thành, trong gia đình chết đó, thì bà cứ khổ. Rồi Đức Phật mới hỏi rằng, Đức Phật mới hỏi này Quy Sa Kha, rồi nếu như con cháu của bà nó có hết thành Savatthi này thì sao? Chẳng lẽ bà phải khổ hoài? Bà phải khổ hoài, bi lụy hoài, vì có một đứa con bị chết, đứa cháu bị chết. Rồi hả, là con cháu nếu đầy thành Savatthi này thì là chẳng lẽ bà bị khổ hoài? Cho nên cuộc đời này, chúng tôi lại nhớ một cái câu nữa. Phật dạy ở cũng kinh trong Tương Ưng, Phật dạy là mọi chúng sanh sẽ chết, mạng sống chết kết thúc, tùy nghiệp họ sẽ đi, ác nghiệp đọa địa ngục, thiện nghiệp sanh thiên giới. Do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứ cho người. Phật dạy vậy. Cho nên là chúng ta đến và đi trong cuộc đời này nó cũng chẳng qua là cái trạm, cái bến thôi, cái trạm hay là cái bến nước thôi, rồi chúng ta lại tiếp tục lại một cuộc hành trình diễn du, tức là đi xa đó, diễn du không có cái ngày nào kết. Chỉ có khi nào mà chúng ta tích lũy những cái công đức thiện sự của chính mình và tu tập để loại trừ cái tham ái, loại trừ cái vô minh, loại trừ cái ngã chấp đó, thì mới có thật sự là chấm dứt được cái sự khổ trong cuộc đời này. Còn mình á, nhiều khi trong cái khổ mà mình ít có nhận ra, hoặc có khi không nhận ra được, và thế là trong dòng lẫn quẩn, đó là sự trói buộc khó vượt qua là như vậy. Chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu lời trong cái nội dung của ý nghĩa của cái bài học hôm nay. Chúng ta hiểu rằng Đức Phật ngài nói là sở dĩ có cái sự ràng buộc đó là do có cái này cho nên có cái kia. Nhưng mà do là con người chấp rằng mình được sở hữu cái này, do người mình thương, do vật mình thích, vân vân, cho nên là mình chấp vào thì mình bị trói buộc, ràng buộc vào trong đó. Và chính cái sự hiện hữu của ngũ quẩn, tức là sự tập hợp đó, tức là cái mà làm mình bao nhiêu cái hệ lụy ở trong đời sống, mình phải bị khổ não, bị não hại trong cái đời sống này do cái sổ của ngũ quẩn. Và đó là sự trói buộc liên tục khó vượt qua là như vậy. Làm sao mà trong mỗi lúc, trong mỗi giờ, trong mỗi ngày mình có cái chiêm nghiệm để hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, để rồi mình có một cái thiện sự gì đó, bất cứ một cái thiện sự gì, chúng tôi nghĩ rằng mình làm bất cứ một cái thiện sự gì, mình cũng mong rằng là với cái công đức, với cái sự tu trì của mình, để mà mình nhận thức rõ được cái bản chất thật của thế gian, để rồi mình có một chút nào đó sanh ra nhàm chán. Nhàm chán. Thì khi mà mình nhàm chán thì mình mới xa lìa được. Còn nếu mà mình chưa nhàm chán thì chưa có xa lìa được. Như chúng tôi đã nói khi nãy, thì dù là hiện hữu ở cách nào đi nữa, thì dù nhỏ nhoi hay lỡ đổi như trong kinh đã nói, thì nó cũng là sự khổ đau, cũng như là phân mà dính ở trong cái đầu ngón tay của mình.
đầu móng tay của mình, dù là nhiều hay là ít, nó cũng hôi thôi. Đó là vậy. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây, với ý nghĩa bao nhiêu chúng tôi xin được chia sẻ. Và bây giờ thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu tử, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tòa Pháp Tông đã giảng ngày bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học làm theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tòa Pháp Tông. Và con kính thỉnh Thượng Tòa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính nhân mít đến Thượng Tòa Minh Hạnh. Tất cả phương ơn cho đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, cho sự thạnh lợi